Thưa quý vị, trận lụt vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng đã làm ngập sâu trên diện rộng ở nhiều khu vực, đặc biệt là các quận huyện như Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Theo các chuyên gia, tần suất mưa cực đoan này chưa hề có trong kịch bản thoát lũ của Đà Nẵng nói riêng và hầu hết các đô thị của Việt Nam nói chung. Tuy vậy, với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, trong tương lai những trận mưa như vậy hoàn toàn có thể xuất hiện nhiều hơn. Liên quan đến vấn đề này, trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, trận lụt vừa xảy ra tại Đà Nẵng với tần suất mưa rất lớn, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Mực nước dâng lên rất cao với tốc độ nhanh và bất ngờ khiến cho người dân không kịp chủ động. Chính vì vậy đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ông có thể lý giải nguyên nhân của hiện tượng này không ạ? Theo số liệu quan trắc thì lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13 tháng 10 cho đến 15 tháng 10 thì tại khu vực Quảng Trị phổ biến là khoảng 100 cho đến 300 mm, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến khoảng 400 cho đến 600 mm, Quảng Nam thì phổ biến khoảng 100 cho đến 400 mm. Riêng tại thành phố Đà Nẵng là mưa tập trung chính trong khoảng thời gian là từ 1 giờ sáng ngày 14 tháng 10 cho đến 1 giờ ngày 15 tháng 10. Một số nơi thì có lượng mưa rất là lớn như là trạm Đà Nẵng theo chúng tôi ghi nhận được là 697,6 mm, Suối Đá là 775,2 mm. Lượng mưa lớn tập trung trong khoảng thời đoạn ngắn thì có ba cái yếu tố cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là lượng mưa lớn nhất trong một giờ mà chúng tôi ghi nhận được đó là 150,2 mm tính từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ ngày 14 tháng 10, và lượng mưa 3 giờ lớn nhất là khoảng 406 mm tính từ 18 giờ cho đến 21 giờ ngày 14 tháng 10, và lượng mưa 6 giờ lớn nhất là 567,8 mm tính từ lúc 15 giờ cho đến 21 giờ ngày 14 tháng 10. Mưa lớn thì đã làm ngập sâu trên diện rộng ở nhiều khu vực của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là tại các quận huyện như là Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ hay là Ngũ Hành Sơn. Nguyên nhân của gây ra cái đợt mưa lớn này có thể nói là gồm nó chủ yếu là 5 cái yếu tố. Thứ nhất, yếu tố được đề cập đầu tiên đó là phải tác động là các cái hình thế tổ hợp đa thiên tai. Ở dưới tầng thấp đó là hoạt động của không khí lạnh cùng với sự hoạt động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, cũng như là cái giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực miền Trung. Trong khi đó thì ở trên cao lại là hoạt động của đới gió đông. Đặc điểm thứ hai đó là cái đặc điểm về địa hình, là như chúng ta đã biết là Trung Bộ là cái nơi mà khu vực chắn gió thì rất dễ gây ra cái mưa lớn khi mà có hoạt động của không khí lạnh. Thứ ba đó là mưa lớn lại xảy ra trong một cái thời đoạn là ngắn, tức là cường suất lớn trong một thời đoạn ngắn. Thì thống kê ban đầu cho thấy là lượng mưa trong 6 tiếng đồng hồ mà lên đến 500 mm, đó là rất là lớn. Cái đặc điểm thứ tư đó là trong khoảng đêm 14 tháng 10 thì chiều cường tại khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Phú Yên, trong đó thì bao gồm thành phố Đà Nẵng, thì lại ở mức cao. Đây chính là cái nguyên nhân chính làm cho là chậm cái quá trình thoát lũ. Và cái đặc điểm thứ năm đó là thông thường thì từ tháng 10 cho đến tháng 11 là cái thời kỳ mà ở khu vực miền Trung thì có mưa lớn nhất trong năm. Thì năm nay ở cơ quan khí tượng thủy văn đã có những cái cung cấp những cái cảnh báo sớm, chẳng hạn như là ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, không khí lạnh hoạt động sớm nên mưa lũ có khả năng sẽ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Đối với đợt mưa này thì cơ quan khí tượng thủy văn cũng đã có cảnh báo rất sớm với lượng mưa phổ biến cho cả đợt khoảng 200 cho đến 500 mm và cục bộ có nơi trên 800 mm ở khu vực Trung Bộ. Xin ông chia sẻ về những thông tin dự báo thời tiết trong thời gian tới. Người dân và các cơ quan chức năng cần chuẩn bị những gì trong thời gian tới để phòng chống bão lũ ạ? Về lũ thì lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vu Gia ở Quảng Nam thì đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Thừa Thiên Huế tại Phú Ốc là 5 m, trên báo động 3 là 0,5 m. Trên sông Hương, Thừa Thiên Huế tại Kim Long là 4 m, trên báo động 3 là 0,5 m. Trên sông Vu Gia, Ái Nghĩa là 9,14 m, trên báo động 3 là 0,14 m. Hiện nay thì lũ trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị cũng như là hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam đang lên. Các sông Thừa Thiên Huế và sông Vu Gia đang xuống. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng thì còn tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Nam. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện cũng như là thủy lợi nhỏ, xung yếu. Dự báo khoảng ngày 16 và ngày 17 tháng 10 thì cơn bão này có khả năng di chuyển vào khu vực Biển Đông của nước ta và có khả năng sẽ trở thành cơn bão số 6.
Về thiên tai sắp tới, về mục không khí lạnh thì hiện nay bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía Nam Trung Quốc thì đang có dấu hiệu dịch dần xuống phía Nam. Thì bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, sau đó thì có thể mở rộng các vùng ảnh hưởng xuống khu vực Bắc Trung Bộ cũng như là một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Không khí lạnh cũng có khả năng cao là sẽ tương tác với cơn bão số 6 sắp tới, sẽ khiến cho diễn biến về bão trên khu vực Biển Đông cũng như trong những ngày tới sẽ còn có những cái dấu hiệu rất là phức tạp. Còn về xu hướng thiên tai từ nay cho đến hết năm 2022 thì trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay cho đến tháng 1 năm 2023 với xác suất khoảng từ 80 cho đến 90%, sau đó sẽ giảm dần với xác suất khoảng từ 50 cho đến 60%. Từ nay cho đến tháng 4 2023 thì dự báo trên khu vực Biển Đông sẽ có khoảng từ 3 cho đến 5 cơn bão cũng như là áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2 cho đến 3 cơn, tập trung chính ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ. Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới cũng như là mưa lớn và lũ dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay cho đến cuối năm 2022. Sang đến tháng 1 2023 thì vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Nam của khu vực Việt Nam. Dự báo tổng lượng mưa trong tháng 11 thì ở khu vực Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15 cho đến 30%. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30 cho đến 60%. Còn có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng tần suất mưa cực đoan trong giai đoạn gần đây xuất hiện nhiều hơn. Các hệ thống sông ngòi ở Việt Nam luôn ở mức cao hơn báo động 3 mỗi khi có lũ. Và vì vậy, đòi hỏi các đô thị phải tính toán đến các kịch bản thoát lũ với tần suất lặp lại cao hơn hiện nay. Chúng ta có thể hạn chế các rủi ro ngập lụt bằng cách tăng không gian cho nước bằng hồ chứa, hạn chế phát triển đô thị kiểu bê bờ xung quanh bờ biển, hạn chế lấn sông và hãy dành không gian mặt thoáng cho nước tự chảy. Bằng cách đó sẽ giảm áp lực cho các hạ tầng thoát nước đô thị. Ở nông thôn, cần hạn chế bê tông hóa vườn hoặc sân nhà mình. Các trường học, các công sở không nên bít kín bằng bê tông, vừa nóng vừa không thấm nước.